Chào các bạn đến kênh xem cách 24 giờ. Sonic 125 dọn đẹp xuất sắc khoe dáng tại Sài Gòn là một trong những dòng xe đời cũ nhưng vẫn còn rất hot với những bản độ nói về cái dòng là Sonic 125 chưa bao giờ làm cho người xem phải thất vọng. Mặc dù bản độ của người Thái hay người Việt thì cái dòng xe này mỗi khi lên sóng đã được rất nhiều người quan tâm. Ở dòng cho mình cái cụm thắng Rainbow Asset phiên bản to đầy cứng cáp được trang bị con xe để tạo một cái sự kiểm soát hành trình phía trước. Phía bên trên là chiếc bình dọc Rainbow cùng với cái nắp CNC. Taycan cũng là một dòng sản phẩm của hãng Rainbow. Các chi tiết như công tắc, ống ga cũng là của Domino. Cùng với cái đồng hồ Casio ASN, đây là những món đồ chơi thường thấy trên cây độ cái dòng là Sonic 125. Cái dàn chân sử dụng chi bình bánh cầm liền nhôm màu vàng làm chủ đạo. Dàn chân trước đi cùng sợi dầu heo bấm rất nhiều đầu. Kết nối cùng con thang dầu Rainbow 4x để xứng, để thắng mang cái style của bên Thái Lan. Chi tiết động cơ cũng được đại tu cho thật là chỉnh chu để con xe vận hành ổn định nhất. Và còn đây cái phần dàn chân sau với con heo dầu Rainbow logo nhỏ 2x để xứng, đi cùng với phát heo xuyên ngược phía bên trên. Heo còn có cả vị trí bắt đọc cho máy trên giờ cho cái đồng bộ hơn mà mình sẽ kể ở bên trên. Ấn hiện phía sau chính là cánh chim các chân là một bộ pin đạp của Rainbow. Cái giảm tốc đã giúp cho mình một cái thương hiệu khá nổi tiếng là White S. Cái chiếc bình dầu rời được canh chỉnh rất là tính toán tỉ mỉ, lắp đặt một vị trí rất hợp lý, tạo cái sự gọn gàng. Và đây là cận cảnh một bản độ cực kỳ đẹp mắt. Varo 1/10 lên một cái dàn chân cao đến từ một cái thương hiệu nổi tiếng. Cái chiếc Varo 1/10 độ hôm nay được người chủ sơn lại một cái gam màu theo phiên bản là Deep 1/10 2009 của mình Thái. Với điểm nhấn là cam màu xanh đá kết hợp cùng với cái phần cản đen, không cần thêm bất cứ những cái tem nào, nhưng đúng làm cho chiếc xe trở nên trông là lung linh, đẹp hơn rất nhiều. Tuy dàn áo là quá nổi nhưng vẫn chưa làm người chủ hài lòng. Chàng trai ấy còn chia ra một khoản tiền khá khá để ốp cạc vào bờ cho cái phần dày trước con xe lộ nhằm tăng thêm cái sự sang trọng và phong cách. Nhìn xuống cái dàn chân ở con xe này, chúng ta thấy được ngay ai dầu Hells được bấm nhắc dầu CC kết nối vào con heo dầu Rainbow 2x đá xứng đi cùng đĩa gaffer KTM kích thước là 260. Việc ứng dụng cho mình heo dầu 2x đá xứng kích thước lớn nên khi lên bánh cầm, người chủ phải đúc cầm trong gà để không gây cả cứng. Xung quanh cái phần đốc máy và càng hắn sau đều được bao phủ hoàn toàn bằng các chi tiết ốc Optinum với một chất liệu Titan được điện phân lên gam màu ngoài cái sức rất là đẹp. Cái phần các chân nguyên bản này được thay mới bằng chất liệu nhôm để tạo một cái điểm nhấn. Lọc gió MBC mức giá khoảng 1,2 triệu dành cho những dòng là Varo AB. Đây là lọc gió vĩnh viễn, khi bấm bẩn các bạn có thể đem ra vệ sinh là dùng lại được. Lấy gió cũng rất tốt, kết hợp cùng với cái ốp lọc gió trong suốt của Silvat vô cùng tuyệt vời. Cái giảm tốc sau ở dịp cho mình là phục Holden bình dầu rời, đi cùng với cái nấm chỉnh để kiểm soát hành trình đèn hò của phục được tốt. Số chứng minh chiều cao là 310, thiết kế dành riêng cho dòng là Volvo X các đời nên cũng không cần phải chế chóng một chi tiết nào. Ngoài ra ta còn ứng dụng được cho cái dòng là Lugas S-Mod Vision. Ứng dụng cho mình cái cặp niềng nhôm Raceboy ngoại in giúp cho con xe này trở nên gọn gàng, thanh thoát hơn nhưng vẫn không mất đi cái chất thể thao vốn có của cái dòng xe này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi clip này, hãy tiếp nhớ like và subscribe.